Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu cùng Trần Dạng trở lại trao tiền chương trình vui xuân đón Tết do anh Khách Khu và chị Khu Mai Hương, Khu Mai Trần ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho người già neo đơn, mỗi một người 500.000. Đây là dì Nguyễn Thị Hoa, 98 tuổi. Đây. Dì Hoa ơi, hôm nay cho Dương Hậu trao 500.000 của gia đình Hi Khách Khu và chị Khu Mai Hương, Khu Mai Trần cho dì vui xuân đón Tết ha. Cảm ơn. Rồi Dạng cho 500.000 đi. Đây 500.000. Rồi. Đây 500.000 của gia đình á. Thì con chúc cho dì Hoa khỏe ha, sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn con, chào con. Dạ. À, Dương Hậu hy vọng rằng được cộng tác với gia đình Hi Khách Khu, chúc cho Hia và chế Khu Mai Hương, Khu Mai Trần năm mới vạn sự như ý, những điều vui vẻ luôn đến với gia đình của Hia với chế. Đây là việc làm công đức vô biên khi giúp cho người già neo đơn kém may mắn quê tôi có một cái mùa xuân ấm áp. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.